loài đang ngày càng đánh mất sự tốt lành thuở ban đầu trong công trình tạo dựng của Thiên Chúa. Cánh đồng hòa bình tươi xanh đã bị những cỏ dại của sự tham vọng, ích kỷ, ác độc làm hoen ố. Lịch sử thế giới được ghi bằng những trang buồn đau vì không lúc nào mà không có chiến tranh. Bởi thế, lời nguyện bình an và hạnh phúc trong đêm Giáng sinh sẽ sưởi ấm những cõi lòng băng giá, sẽ chiếu soi đêm đen của trần gian. Xin mời quý vị cùng trải nghiệm và cảm nghiệm linh thánh đó qua nhạc phẩm Mùa Giáng sinh hạnh phúc với phần trình bày của nữ ca sĩ Hồng Phượng và Tốt Muốn. Kính mời cha và quý vị cùng lắng nghe. Chiến tranh lòng người
một mùa hạnh phúc đang về.